Catechin, chất kháng sinh, công thức cấu tạo catechin. Phân tử catechin có 5 nhóm OH của phenol. Các bạn lưu ý ạ, OH của phenol là OH đính vào carbon thơm nhá. OH của phenol là OH đính vào carbon thơm. 1 2 3 4 5. Đúng. Một mol catechin phản ứng với 5 mol NA bởi vì có 5 nhóm OH nên ăn 5 mol NA đúng. 4 mol NaOH là sai bởi vì cả 5 thằng này đều là OH của phenol. Đúng không? À đâu, sorry, mắt thầy lé rồi. Mày thế. Thằng này không có nhân. Cứ nhìn có nhân. 1 2 3 4 OH của phenol thôi, sai. Ui, tí toàn. A sai game nhá. A sai nhá. Một mol catechin phản ứng với 5 mol NA đúng rồi bởi vì nó 5 nhóm OH. Nhưng với 4 OH thôi bởi vì có 4 OH của phenol thôi nhá. B này mới đúng này. B này mới đúng này. Công thức phân tử của catechin cái này có lỗi. Đếm 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Đúng C15. O6 đúng. H14 nào. Đếm H. 1 2 3 4 5. Đúng ạ. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Đây 14 này. Đúng chưa? Vậy công thức của nó chính xác là C15 H14 O6. C chính xác luôn. C ấm luôn các em ạ. D catechin thuộc loại hợp chất thơm, quá đúng. Catechin có vòng liên gen cho phân tử, thuộc hợp chất thơm, chính xác. Sai. Đúng đúng đúng. Các em nhá.